tù phát video trực tiếp cảnh tù nhân, chi tiết vụ việc không được công bố. Cảnh sát địa phương cho biết vụ xâm nhập chỉ được phát hiện khi một nhà báo tình cờ xem các đoạn video phát trực tiếp cảnh sinh hoạt của tù nhân trên YouTube. Theo AP, tài khoản YouTube có tên Big Browser Gaze đã livestream cảnh sinh hoạt của tù nhân trên YouTube trong vài tiếng. Rất nhiều camera an ninh đã bị đột nhập nên có khả năng tin tặc đã xâm nhập toàn bộ hệ thống. Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết hệ thống camera thuộc về nhà tù Langsuan, phía nam tỉnh Trung Pong, thủ phạm là tin tặc nước ngoài thủ đoạn đột nhập vào camera an ninh không được công bố. Ngay sau khi phát hiện sự cố, ban quản lý nhà tù đã tắt toàn bộ hệ thống camera an ninh. Hiện cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra. Hiện video trên YouTube đã bị gỡ bỏ. Có vẻ chủ tài khoản đã thực hiện việc này. Trong mô tả video, chủ kênh không nói rõ video được hack và livestream từ nhà tù, nhưng khuyên người xem nên thay đổi mật khẩu camera tại gia đình. Tài khoản Big Brother SGZ được lập ngày 26 tháng 10 và đã có hơn 1.700 người đăng ký.